Hi, xin chào các bác, chào được các mọi người. Lại là em đây. Em lại view tiếp tục cho bác cái mẫu bình giữ nhiệt, bình đun nước nóng các bác nhá. Nó vừa là giữ nhiệt vừa đun nước nóng. Con này hiệu Joji, hiệu con voi này. Bình 3 lít, có cái mã là CVGT30 các bác nhá. Siêu đẹp. Nói chung là cứ nào con đẹp đẹp, view nó hay, nó hay. Các bác nghe đâu. Đấy. Em cứ nào con đẹp đẹp, em view em nói nghe nó chi tiết. Đấy các bác ạ. Đây. Hình thức đây, 3 lít, đó, khá là ok luôn, đây, led căng, đó nhá, led căng luôn, sản xuất 2018 các bác nhá, đây, 2018 cho các bác xem, rất là rõ, đấy, rất là rõ, 2018, đó nhá, đấy, hình thức thì khá là ok, lung linh con chim sinh, đấy, rồi nhá. Này thì các bác về thì chỉ cứ thế là xài thôi. Con này nó có 3 chế độ nước chơi của nó. Nó là 80 độ, 90 độ và 98 độ. Thôi nhá. Đây, đấy các bác. Nó 3 chế độ, bình 3 lít. Đây, 3 lít. Tem chiếc còn mới tinh luôn. Nói chung là khá là mới, khá là đẹp. Còn nhiều lắm nhưng em cứ view em hôm nào em dỗi em lau chùi qua đi thì em lại view cho bác xem. Mấy con này thì các bác về các bác vệ sinh lại các bác nhá. Em chỉ có làm đau chùi quà vẻ bề ngoài cái đó thôi, bên trong nó cũng đẹp mà. Đấy, con này đẹp lắm, em dỡ nó còn nguyên cái này luôn này. Đây, nguyên cái tablo ở đây này. Không biết nó để làm gì nhưng chắc là họ chưa dùng mấy đâu. Đấy, còn nguyên tablo, hàng cô chung cực kỳ là mới luôn thôi nhá. Đấy, bình 3 lít. Bây giờ em đang đun nước nóng thì em sẽ test luôn cho các bác xem luôn. Các bác nào là hợp mắt thì liên hệ em với số điện thoại là 097 848-1143 số Zalo của vợ em luôn, thôi nhá. Đấy. Cái thi thoảng làm cho các bác một hai con, làm cho nó vui các bạn. Biết đâu các bác lại thích. Đấy. Nhiều bác thích. Em không biết được cái gì nhưng đây, nó có cái này em mới tháo đấy. Còn của nó IC là của nó trên này này. Đấy, nói chung hàng nó còn mới lắm. Hàng còn mới còn đẹp lắm các bạn. Đây em giờ mới cắm đây. Xem nào. À, nước bốc hơi được các bác nhìn thấy hơi nước không? Rồi. Rồi. Các bác nhìn thấy hơi nước không? Đấy, các bác nhìn thấy hơi nước phải chưa? Đấy, ok nha các bác nhá. Em sẽ test, em test chế độ của nó. Bây giờ dùng thì thằng Rory này thì chế độ nó chơi như nhau thôi. Các bác ấn vào đây. Nó hiện lên một cái đèn đỏ ở đây nữa. Các bác ấn vào nút này là bơm nước. Đấy. Con này mà dùng mùa đông này mà để ở bàn trà, pha cà phê rồi tất cả mọi thứ thì quá ngon luôn. Dùng cả ngày. Điện 100V thì cực kỳ tiết điện. Tiết kiệm điện, an toàn các bác nhá. Nhựa nhiếc của nó dày. Đa số bên trong của nó bằng ấy hết các bạn. Bằng lốc hết. Đấy. Bình bằng lốc hết nên nó không liên quan đến nhựa như cái bình Việt Nam mình nó dùng bằng nhựa. Dùng bằng nhựa thì nói chung là nó nhựa của nó không tốt, nó dùng nó rất là hại sức khỏe quá. Đấy, con này nó dùng bằng lốc hoặc chất liệu kim loại. Thì dùng ok luôn, bơm miếc rất tiện lợi êm. Nó chạy thì chẳng nghe tiếng động gì các bác. Cực kỳ êm luôn. Đây em bơm hết nước này luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, em cũng đã test bơm test chiếc ok hết rồi. Đấy, nước nóng ủng ục rồi. Em test rất kỹ đấy, mấy con này test rất kỹ. Dây dợ đầy đủ cả, các bác về chỉ việc cắm điện 100V là dùng thôi, các bác nhá. Hiệu con voi, hiệu rất nổi tiếng, có sản xuất những bình thủy giữ nhiệt, đun nước nóng này. Mai em lên một hai cái, em xem nào đẹp nhất cho mình. Đấy. Em ngắm một con Tiger, ngày mai em lên con Tiger, nha các bác nhá. Đấy, chạy ok rồi. Đó. Tất cả đều hoàn hảo hết rồi các bác nhá. Các bác cần thì inbox cho em số điện thoại đây. Chốt tên inbox chưa? Đấy. Các bác nhá. Cần inbox chốt tên cho số điện thoại này. Các bác nhá. Đấy, 0978481143. Ok các bác, rất mong các bác ủng hộ. Các bác nhá. Thật mong các bác ủng hộ đi để cho vợ chồng em có tiền sữa mua cho con. Các bác nhá. Cảm ơn các bác.